Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Shipbo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ bảy 22 tháng 7. Em sẽ chúc cho tất cả anh em và gia đình có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay em soạn một ít hàng mồi thuốc lên giao lưu với anh em. Cách giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai code cọc dùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu dùm em, và phí code anh em tự chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em ở trên Google, anh em chỉ cần gõ Shipbo Hải Nguyễn hoặc là số điện thoại là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Thì em xin giới thiệu với anh em là anh em chỉ cần lên Google thôi, anh em gõ Shipbo Hải Nguyễn giùm em đó là có địa chỉ và định vị tới nhà, nên anh em cứ yên tâm về vấn đề mà giao dịch. Đây Shipbo Hải Nguyễn có địa chỉ luôn, gọi điện là có số điện thoại của em nè, số điện thoại của em có đường đi cho anh em, tự động mới dẫn anh em qua Google Maps luôn. Nên anh em chịu khó tìm hiểu em một xíu, còn nhiều anh em cũng suy nghĩ là cái đó em không hiểu, chứ không phải là em không hiểu đâu, nhưng mà chịu khó tìm hiểu cái người bán chút xíu. Còn em là người thật việc thật nên em không có ngại cái vấn đề đó, thì em muốn chia sẻ với anh em mới thôi. Còn anh em đã giao lưu rồi thì đã biết em như thế nào rồi. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn ha. Tại vì em hôm nay em làm vậy là gì, hôm nay chiều giờ em nhận được nhiều cuộc gọi mà nó gọi là nó không liên quan gì hết á, mang tính chất cà khịa là nhiều quá, nên em muốn chia sẻ để những anh em mới có thể là hiểu em nhiều hơn, mà khi mà tới gặp em thì nó dễ nói chuyện hơn nhiều hơn. Rồi em giới thiệu tới anh em ha. Đầu tiên là một con 206 mộc nội địa Mỹ, nhưng mà nó dạng nó kiểu làm kiểu xuất thị trường Nhật á. Con này trước mạ vàng nè, nó khác ăn màu hoa băng. 206 có cấn, lề lối cũng đẹp, có cấn nha nè, có cấn anh. Sửa chữa nha. Con nào sửa chữa thay thế thì em sẽ báo cho anh. Con này đẹp. Con này lúc trước mã vàng á. Anh em thấy không? Đã được đánh bay. Đánh bay lớp mã vàng để ra Niken nè. Quyền với con vàng này. Có sai mô tả vậy cho anh em ha. Có cấn. Ừ. 22 tháng 7 mã số 1 370. Chứ con này kiểu khắc hoa văn như vậy á, mà nó tình trạng nó đẹp chút xíu nữa thì nó không làm giá này. 206 mà kiểu nó thiết kế của xuất thị trường Nhật đó nè. Em có một con Tripod. Con này thì nó cũng được cánh bay chứ rất mẹ rồi. Nó ra Niken nè. Anh em
là xước là nó phải có xước rồi đó nha, này có xước nè, chùa nóng ra là xước. Nhưng mà con này nó không cắn mớp, ít xe qua lại thì ra cái âm thanh nó cũng đỡ hơn, nó đỡ ồn, nghe nó rõ hơn. Âm con này cũng tốt. Chà, ruột cũng 5 tháng, ruột đẹp. Ruột khá đẹp. Thể đẹp thuộc cùng 5 tháng em bán 400. 22 tháng 7 mã số 2. 400k. Rồi em có một con carbon nữa. Cũng kiểu như vậy, cũng được đánh bay lớp lớp mạ bên ngoài ở Raniken. Sẽ bén rồi nè. Con này 370 luôn. Đấy mà ok. 22 tháng 7 mã số 3. 370. Anh em thích chơi cặp carbon này không? Nếu mà thích chơi một cặp thì anh em lấy nguyên cặp này, em có fit cho anh em. Anh em thích nguyên một cặp thì anh book cho em ha. Nguyên cặp này. Một con 95 chrome bay xước. Nó có xuất sắc xíu, lề lối đẹp, có té nhẹ nè, nó hơi vuông góc này, để có hơi dơ cấn xíu. Xước thôi chứ còn nhìn trực diện không bao giờ mà có xước đâu, nó nghiêng thôi, thì nó hơi điểm cấn đó, cấn nhẹ nè, xước nè ha. Mà để quay qua thẳng trực diện thì không thấy được.
này ruột lệch anh em ơi. Ruột lệch 95 ruột 96 ha. Cho đẹp lòng ta 4.7. Em đây một con 96 luôn. Chủ đề đảo gam, đảo quân sự của Hoa Kỳ. Nó có xước ha. Xước của dòng HB này là thường thấy. 96. Có té để nó cũng hơi vô vô góc. Con này có té luôn. Để lối đẹp. Có gắn dầm ha nè. Có té vô hơi vô góc nhưng mà lớp rơm nó khá đẹp. Cũng không có cấn mớp gì nặng. Anh em thấy nó dòng HB nó xước tơ như vậy là thường. Thì trực diện nó thì nó cũng đẹp chứ nó là xấu. Sửa chữa anh em, con nào sửa chữa thì em sẽ báo cho anh em nha. Anh em khỏi lo vấn đề đó. Bởi vì em không phải bán một hai con Jeep đâu. Năm 2007 mà số 5. 530. Trước có anh em nào chốt mà em cũng lục tin nhắn lắm ra. Con này thì 87 lò xéo, nó có cấn. Hôm nay em bán cho nó trôi hết. Có cấn nè anh em. Em mà muốn bán là phải bán cho nó trôi. Cái dạng mà bán rẻ thì nó sẽ mất con Jeep của nó, cái giá trị của con Jeep. Nên em không làm được như vậy thôi. Tám mươi bảy ha, có cấn nha anh em. Con này lưỡi gà chưa bắt cạnh nè. Và ruột nó bị cái này là nó ruột giai đoạn coi như là ruột giai đoạn 88-89 ha, coi như là con này ruột lệch ruột. Chưa sửa chữa anh em. Thank you.
chủ cũ dán. Lề lối đẹp. Tổng thể cũng đẹp luôn á. 95. Có xước tơ ra này. Diện thật sự là nó đẹp, tại vì nó vô ánh sáng cái rồi nên mới thấy được thôi, chứ còn cầm không bao giờ thấy được. Em lên quân đội nha anh em. Em đem này mạ vàng trắng men, đồng mạ vàng trắng men. Cuối năm 95, ruột đầu năm 96, là chủng hạn. Con này tổng thể nó cũng đẹp, âm cũng hay. Chưa sửa chữa ha. Con này 550. Mà số 7 550. Rồi em lên một con HB. Con này em làm cũng dán luôn. Con này em làm này em dán. Sản xuất năm 2000. Hơi buông góc chứ không phải là cấn bắp nặng. Lề lối đẹp. Màu rơm cũng khá là đẹp. Có cái nhẹ buông góc anh em. Khá là nhẹ. Nói chung là nó khá nhẹ chứ không phải là nặng gì. Nó có xúc tơ của dòng HB ha. Em quân đội dán thêm luôn nha anh em. Bánh xe bén ha. Tháng 7, mã số 8, 520. Nha anh em, 520. Một con 98, em lem dán luôn, em lem quân đội luôn ha. 98. Có té. Có té nhẹ. Lề lối đẹp. Sức nhẹ thôi. Cũng hay anh em. Bánh bén. Chưa sửa chữa anh em. Con nào mà nó có sửa chữa hay thay thế em tự động em sẽ báo với anh em. Ruột trùng 5.
dàng. Số 9. Tiếp tục một em lem dán thêm nữa, chủ đề quân đội luôn. Mà con này nằm trên dòng lồi xéo 91. Rụt trùng luôn anh em, khá đẹp, con lồi xéo đẹp. Em lem này dán thêm, anh em về thích trơn anh em có thể tháo bỏ để dành dán những cái con khác, con nào mình thích thì mình dán lên. Rồi em lên con này nó cũng hay hay để anh em chơi nè. Con này là một con mạ bạc không tử, nó được khắc ăn mòn cái viền này và nó ốp sợi carbon lên. Này là sợi carbon xịn. À đây nó có mọc luôn nha. Thì chất liệu carbon thì anh em cũng biết là nó sử dụng khá là nhiều và cũng là rộng rãi. Nó được cái là nó được nhẹ và nó bền, nó cực bền. Con này nó có hơi cứng. Và cái lớp mạ bạc của nó cũng có hơi ngay chỗ cái keo bên ngoài á, nó có oxy hóa. Sau thời gian anh em có thể đánh ra bỏ, nhưng mà em vẫn giữ lại như vậy, em làm đẹp được cho nó, nhưng mà em giữ lại cái nguyên bản của nó để anh em mà biết chơi thì anh em sẽ nhìn vô và anh em cảm nhận được. Lề này lề gọi là lề thô luôn mà. Tại sao lề thô? Tại vì nó chưa có bo tròn, lề vuông luôn. À, nó có xước sát bên ngoài lớp keo và này cũng còn nguyên keo nữa. Biết cái sợi carbon này thì nó sử dụng rất là rộng rãi, nhất là trên cái máy bay của mình, làm bỏ máy bay luôn mà. Bền và nhẹ. Xước xét và nó có hơi phai, nó có hơi cấn xíu. Cái này là xước rất keo ha nè. Không tử ha, đề số. Đề số thôi. Nhưng mà nó đẹp thì nó cũng không có rẻ. Đó là em nói thật. Con này ruột trùng 5 tháng. Ruột cũng đẹp. Nguyên xin ha nè. Anh em thấy nó xước xét vậy thì nó hơi xấu thật, nhưng mà tại vì em muốn giữ nguyên bản chứ em không có làm. Anh em xài thời gian có thể xả cái lớp keo này ra xong bắt đầu đánh nhẹ thôi,
nó sáng lại đẹp lắm. Thì sợi carbon nguyên một miếng thì hạt bon xịn luôn. Chúc em thương cho anh em một con carbon nữa. 22 tháng 7, à 11 6 50. Đây cũng là carbon, nhưng mà nó làm cái kiểu nó là ốp hai miếng nhựa, chứ nó không phải là như vậy. Anh em nhìn ha, đây là hai miếng nhựa để nó ốp lên, nó làm cũng kiểu là chủ đề carbon. Này cũng là zin chứ không phải là ấy đâu, nhưng mà cái con này nó làm đúng nè. Con này là nó chỉ là hai miếng nhựa thôi, nó cũng kiểu carbon đó. Con đó thì để la mã hay gì, để em coi lại. 99 satin này đầu luôn, lề cũng là lề thô nè. Anh em chơi zip và anh em bán zip đó, thường là cái này là lề thô. Thô là sao để em chỉ cho. Em thấy sự khác biệt của lề thô chưa? Thô quá gọi là nó đều. Nhìn hai chấu ngoài bên này nè. Còn thường là những cái con mà nó xử lý rồi nó sẽ bo tròn lại, nó bo lại cho nó ấy, chứ nó không phải là phải vuông như vậy. Người ta gọi là lề thô quá. Chia sẻ cho anh em biết nhận định cái lề thô nó như thế nào. Con này là con 99 chưa qua sử dụng. Nó ốp nhựa kiểu là cái này gọi là ốp nhựa, chứ không phải là ốp nhựa, nhưng mà kiểu mà nó làm kiểu như là ốp carbon, nhưng mà đúng chính xác là con này là ốp carbon nè. Nè. Nó khác ăn mòn luôn. Thì anh em muốn chơi hàng mới em giao lưu với anh em con này là 800k. Hàng mới là mã luôn ha. Zippo nó nhiều giá và nó nhiều gọi là để mà cái giá trị nó như thế nào lắm. Nên anh em chơi chuyên sâu vô thì con này là nêu nha anh em. Satin này đầu luôn, 99 lề thô. Con này là chưa qua sử dụng, ruột trùng năm ha. Con này em bán anh em 800. Anh em muốn chơi hàng mới thì có thể chơi con này cũng được. Còn chơi mà dạng sưu tầm đúng nghĩa thì chơi con này. 12 800. Con này là cũng chuẩn viên hãng, nó ra như vậy, nhưng mà nó là ốp nhựa chứ không phải là ốp đúng carbon. Đây là một con Antiqua sản xuất 2002. Và chủ đề của nó là đắp nổi anh em. Chủ đề là skull tức là đầu sọ, là nó được đắp nổi và trên nền anti-web silver. Tình trạng là chưa qua sử dụng, hoàn toàn chưa qua sử dụng. Màu con chất lượng của La Mã luôn. Chưa qua sử dụng nha anh em, hàng new 22 tháng 7, mã số 13, 1 triệu 1.
phẩm. Đây là một con vinh tẹt không chặt gốc, chủ đề về Su Liberty, xin hãng. Đây là giới thiệu về đồng xu bản limited ha, đầu bằng đích bằng phương vinh tẹt 1937, sản xuất năm 94, tình trạng là chưa qua sử dụng. Bảo quản này nè, đây là bị lỗi bảo quản, em bảo con này chưa qua sử dụng, có xước lỗi bảo quản ha, buồn đốt nó còn chưa xước luôn ha, bên đây có xước nè, bên này không xước nè, thấy không, ruột chuẩn rồi đi theo luôn. Trùng năm. Chưa có đá. Chưa có đá, em lấy đá. Giá đề giá trị sưu tầm nó cũng cao, vinh tẹt mạ bạc không chặt gốc, có lỗi bảo quản nha nè, có lỗi bảo quản là rớt, cái này có té nhưng mà chưa sử dụng, em bao chưa sử dụng này, chưa hề sử dụng. Sáu rồi, con này nè cũng đáng sưu tầm, bút bút nhựa ha, em solid brass HB, tức là bóng, và khắc con tàu Titanic. Tàu chiến thì nhiều rồi, tàu Titanic này mới là dữ nè. Solid brass ha anh em. Tình trạng cũng là new luôn. Còn tem đỏ. Tem giấy này bóc là rách rồi. Sức năm 94, solid brass ha nè, zin hãng nha, chủ đề khắc ăn mòn zin hãng luôn, tàu Titanic. Thời buổi này kiếm đâu ra nữa, em còn nhiều đồ chơi với anh em lắm, anh em cứ yên tâm đi, muốn sưu tầm thì em có đồ sưu tầm. Con này em bán mắc hơn tàu chiến luôn á, con này em bán 2 triệu, 22 tháng 7, mã số 15, 2000. Tàu chiến thì nhiều mà, tàu Titanic mới ghê chứ.
để em làm nền nhé. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều, luôn quan tâm ủng hộ và theo dõi kênh của em. Em xin hẹn anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho anh em và gia đình có một ngày, những ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, chủ nhật. Thì chúc cho anh em những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, cũng như là an lành, bình yên ha. Xin chào anh em và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video sau. Xin chào anh em.